Sau cú va chạm, Xanh dùng búa tấn công ông Xuân và bé Mẫn rồi cố thủ trong nhà. Cảnh sát cơ động và công an đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ Xanh. Tối ngày 20 tháng 10, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho Tuổi Trẻ Online biết thông tin trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông Cao Văn Xuân, 72 tuổi, chú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn đón cháu nội là cháu Cao Triệu Mẫn 6 tuổi đi học về. Đến đoạn đường ở tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú thì va chạm xe máy với Trần Văn Xanh, 40 tuổi, chú tổ dân phố Thuận An. Sau đó Xanh đã dùng búa tấn công cả hai ông cháu khiến bé Mẫn tử vong, ông Xuân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Xanh đã vào nhà mình đóng cửa, cầm dao cố thủ. Công an huyện Quế Sơn đã triển khai lực lượng bao vây để bắt nghi phạm. Tối cùng ngày, công an tỉnh Quảng Nam điều động hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đến hiện trường phối hợp công an huyện truy bắt Xanh. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động phá cửa nhà, xịt hơi cay và khống chế, bắt được nghi phạm. Được biết Xanh có biểu hiện bị bệnh tâm thần, khi cảnh sát phá cửa ập vào, Xanh dùng dao chống cự nhưng bị tóm gọn. Hiện công an đang di lý Xanh vào công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra. Ông Đinh Nguyễn Vũ, Bí thư huyện ủy Quế Sơn, cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương đến nhà nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mai táng cho cháu bé.